Ngay cả mèo con cũng không ngờ rằng nó chỉ mới 3 tháng tuổi, vậy mà đã là mẹ của 4 đứa nhỏ. Hóa ra cách đây không lâu, mèo mẹ đã sinh liền một mạch 4 đứa con. Nhưng bởi vì mèo mẹ vẫn còn ở cữ, vì vậy mèo con tạm thời đảm nhận trách giúp mèo mẹ chăm sóc em trai và em gái của nó. Và để bảo vệ sự an toàn của các em, mèo con chủ động từ bỏ thời gian chơi của mình, đặt toàn bộ tinh lực trên người em trai em gái, lúc nào cũng túc trực bên cạnh chúng. Mèo cha nhìn biểu hiện của mèo con thì vô cùng vui mừng. Nó sờ đầu mèo con, muốn cho mèo con sự khen ngợi và khuyến khích, mà mèo mẹ lại càng trực tiếp giúp nó liếm lông, hy vọng nó càng có thêm động lực để chăm sóc em trai em gái. Mèo con cảm nhận được tình yêu của cha mẹ cũng rất hạnh phúc, bởi vì nó biết mình đang làm rất tốt, đã có được sự công nhận của cha mẹ. Chủ nhân nhìn thấy mèo con hiểu chuyện như thế, cũng muốn lên hỗ trợ chăm sóc một chút, nhưng mèo con lại tưởng rằng chủ nhân muốn làm hại em trai em gái. Nó đang dùng thân thể của mình chắn ở phía trước không cho chủ nhân tới gần. Cảnh tượng này khiến chủ nhân vô cùng cảm động, nhưng để kiểm tra thêm quyết tâm của mèo con, chủ nhân bắt đầu liên tục tấn công mèo con, xem nó có thể kiên trì bao lâu. Kết quả không ngờ mặc kệ chủ nhân tấn công như thế nào, mèo con cũng không lui về sau nửa bước. Lúc này cảm thấy mèo con rất có trách nhiệm, nhìn thằng nhóc hành động mạnh mẽ như vậy, chủ nhân càng tin tưởng mèo con nhiều hơn, yên tâm đưa em trai em gái cho nó chăm sóc, tin rằng dưới sự chăm sóc cẩn thận của mèo con, 4 đứa em của nó đều sẽ vui vẻ mà lớn lên. Chú ý xem mèo mẹ sinh con, đột nhiên tuột ra một bé mèo con, mèo mẹ từ từ liếm nước ối trên người đứa nhỏ, sau đó sẽ bắt đầu ở cữ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của mỗi bà mẹ, một ngày phải cho ăn mười mấy bữa, ngày thứ 3 không mở mắt, mèo cha vô tâm cuối cùng cũng đến. Nhìn màu lông xem ra là cha con ruột, chủ nhân cẩn thận nâng con mèo lên như một tinh linh nhỏ. Vào ngày thứ 4 sau khi sinh, cân nặng đã đạt 80 gram. Mèo mẹ hoài nghi nhân sinh. Đến ngày thứ 5, mèo con đã lớn hơn một chút, bởi vì đó là đứa con duy nhất, sữa rất nhiều. Sau khi ăn uống xong, bắt đầu bò. Mặc dù trông không giống mình, nhưng đối với mèo mẹ mà nói, ít nhất chắc chắn là con ruột, thậm chí ngủ cũng ôm con. Nhìn mèo con cũng thấy dễ thương, đứa con duy nhất tất nhiên không thiếu sữa. Mới 2 tuần đã lớn gấp mấy lần, bụng vô cùng tròn trịa. Mèo cha cuối cùng cũng xuất hiện, hắn chăn đắp cho vợ. Nửa tháng sau, mèo có nhiều tinh thần, tò mò nhìn thế giới mới lạ này. Nhưng mèo mẹ ngày càng bất cẩn, lại dùng con làm đệm. Mèo cha cũng không lười biếng, khi mèo mẹ đi vệ sinh, nó chủ động chăm sóc con. Mèo con ngày càng lớn, đã biết đi rồi, một nhà 3 người mèo vui vẻ hòa thuận. Nhưng chủ nhân vẫn là cậu độc thân. Không may là mắt mèo con bị viêm, may mà không phải vấn đề gì lớn, dùng chút thuốc là được. Tư thế của mèo mẹ cho bú sữa ngày càng lười biếng, ăn xong liền đi ngủ. Mèo con bắt đầu ăn trong 25 ngày. Mèo con trở nên tham ăn, khứu giác trở nên nhạy bén. Nhìn lại mèo mẹ đáng yêu ôm mèo con, dù sao cũng là con một. Thời gian đến ngày 28, mèo con đã mở to mắt. Lúc này nó đã đầy tháng, nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của nó, chủ nhân của nó đang cười. Sao còn ngắn hơn chân mèo cha vậy? Tục ngữ nói nữ đại 18 biến, mèo con nhan sắc đỉnh cao, quá đáng yêu rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, trái tim bạn có tan chảy không? Thật sự muốn ôm một cái. Mèo con thích đi dạo sau khi đầy tháng, khẩu vị cũng lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ con đã có thể ăn thịt hộp với mẹ rồi. Nhìn nó thích ăn kia, mèo mẹ cố tình tránh ra. Mèo con càng ngày càng nghịch ngợm, biến đuôi của mẹ thành đồ chơi. Mèo mẹ tức giận muốn đánh nó. Sen xúc phân nói, chơi với mèo con một chút, tâm trạng xấu trong một ngày sẽ biến mất. Đứa nhỏ dễ thương quá. Gần đây, mèo mẹ bắt đầu dạy con đi vệ sinh, sử dụng cắt mèo đúng cách. Mèo con rất thông minh, dạy một chút liền biết, còn mô phỏng lại. Mèo cha không phải cha nam, rất hài lòng với vẻ ngoài của mèo con. Nhìn đôi chân ngắn bé xíu của nó nở nụ cười. Còn chăm sóc mèo con, một gia đình hạnh phúc, cùng nhau đi ngủ. Nhưng mọi người đều nói mèo con có nhan sắc cao hơn mèo cha. Chú mèo này tên là Milly này, đang nghiêng đầu nhỏ của nó nhìn chủ một cách tha thiết. Nó không phải đang tỏ ra dễ thương, mà đang lâm bệnh nặng. Mỗi khi cô chủ lướt web, Milly luôn bên cạnh để bảo vệ cô ấy. Nhưng Milly vốn không thể đi lại bình thường như những con mèo khác. Milly cố gắng leo dây, muốn tiến lại gần cô chủ của nó, nhưng loạng choạng đi được 2 bước thì đã ngã sấp xuống. Milly đã 8 tháng tuổi rồi, nhưng vẫn chưa đi lại được. Theo chia sẻ của cô chủ, Milly có quá khứ rất buồn. Mới 2 tháng tuổi đã bị chủ cũ bỏ rơi. Cô chủ Ellie, 16 tuổi, lúc này đang chuẩn bị bữa tối cho Milly. Và sau khi chuẩn bị xong, nhanh chóng bế Milly lại chậu thức ăn. Mọi bữa ăn, sinh hoạt của Milly đều do Ellie tận tình chăm sóc. Vì Milly không thể tự mình đứng vững, mỗi khi ăn đều phải có người giữ. Ali nói nếu không ôm nó, Milly sẽ bị ngã, chỉ cần thả ra là nó sẽ nằm bẹp xuống và hoàn toàn không thể tự đứng dậy. Đôi khi Milly cũng cố dùng hết sức mình để tựa vào chủ, nhưng rồi rất nhanh sẽ nằm xuống ăn, vì 4 chân yếu ớt không thể đứng lâu. Bố Ellie nói, thường ngày con gái ông ấy sẽ tự chăm sóc mèo và ông ấy không can thiệp. Mặc dù Milly bị ốm, nhưng đối với Ellie, Milly luôn là em bé trong lòng cô ấy.
Kể từ lúc nhận nuôi Millie đến nay cũng đã được nửa năm rồi. Nhưng chưa bao giờ cô bé sẽ ý nghĩ bỏ nó. Tấm lòng nhân ái của Ellie khiến cho bố của cô bé rất tự hào. Chỉ cần tan học thì Ellie sẽ nhanh chóng trở về nhà để chăm sóc cho chú mèo nhỏ. Bố Ellie cho rằng việc nuôi mèo sẽ giúp cô bé trưởng thành hơn nhiều. Khi được hỏi về việc nhận nuôi Millie, Ellie nói rằng cô bé chưa bao giờ hối hận. Lo lắng nhất là khi đi học, sáng sớm cô bé đeo ba lô ra khỏi nhà. Mỗi khi như vậy thì Millie nằm bơ vơ trên sàn, vẻ mặt trông rất buồn. Nhưng có vẻ như nó cũng đã quen với việc này rồi. Nó biết, thời điểm khó khăn nhất trong ngày cũng đã đến rồi. Millie bởi vì không thể đi lại, nên chỉ có thể nằm một chỗ cả ngày dài. Bất ngờ có tiếng mở cửa ngoài. Millie hồi hộp cố gắng dùng hết sức lực, nhìn về phía cửa. Nó dùng hết sức để nhảy dậy, lê từng bước ra cửa dù rất khó nhọc. Nhiều lần té ngã, nhưng nó không bỏ cuộc. Millie mặc dù bị ngã một cú nặng, nhưng trong lòng rất vui sướng. Vì cô bé Ellie đã về, cô bé mới bước vào. Millie liền ngước lên ánh mắt như muốn nói chờ em từ lâu rồi đấy. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Millie. Cuối cùng cũng đợi được em. Ellie ôm Millie thủ thỉ có nhớ chị không? Cả ngày rồi chị nhớ em lắm. Sau đó cô bé nhanh chóng đưa Millie vào nhà vệ sinh. Vì nó nhịn cả ngày hôm nay rồi. Cô bé âu yếm bế Millie như bồng em bé và nói. Em bé của chị. Bất chợt cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối tuần tình nguyện viên cùng Ellie và gia đình đưa Millie đến phòng khám thú y. Bác sĩ thú y bế Millie nói. Xương chân của mèo phát triển bình thường. Có thể cần chụp não. Có lẽ do dây thần kinh điều khiển vận động đã bị tổn thương. Rất nhanh đã có kết quả chụp não. Sau khi xem, bác sĩ ngạc nhiên nói. Não Millie hoàn toàn bình thường. Cần theo dõi và khuyên chủ nhân nên tập luyện. Phục hồi chức năng cho Millie. Ellie rất vui mừng. Ôm Millie nói sau này em sẽ dần khỏe lại thôi. Trở về nhà cô bé làm cái hộp giấy. Để tập luyện chân cho Millie. Hy vọng một ngày nào đó, nó có thể đứng vững. Khi rảnh Ellie cũng chơi cùng Millie. Cũng không còn ôm nó suốt ngày như trước nữa. Sau vài ngày tập luyện, chân của Millie rõ ràng đã khỏe hơn. Nó cũng rất thích cái nhà mèo vui nhộn này. Một tuần sau, tình nguyện viên xin miễn phí xin được tặng cho Millie một chiếc khung đặc biệt. Và khi đeo khung này, Millie có thể tự đứng vững, có tác dụng hiệu quả trong việc tập chân của nó. Giờ đây Millie có thể tự đứng ăn mà không cần ai giúp. Lần đầu tiên trong đời nó tự ăn được, bố Ellie nói, thấy Millie khá hơn, họ thậm chí còn vui hơn trúng số. Ông ấy hy vọng Millie sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Ellie ôm Millie hỏi, em có thể khỏe lại được không? Millie kêu meo meo một tiếng như đang đáp lại em sẽ sớm khỏe thôi. Cô bé Ellie cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người tốt bụng đã giúp đỡ Millie. Một cô gái đến một cửa hàng thú cưng mua mèo, nhưng đến khi phải đưa ra quyết định thì cô quả thật không biết phải chọn con nào. Bởi vì cả hai đều rất dễ thương, cuối cùng cô chọn con có bộ lông hoa văn. Bởi vì đây là lần đầu nuôi mèo nên cô ấy cảm thấy rất phấn khích. Cô ấy cầm lồng mèo trong lòng như được ăn mật vậy. Cô ấy đặt tên cho nó là Coco. Không ngoài dự đoán, gia đình của cô ấy cũng bị tan chảy trước sự đáng yêu của chú mèo nhỏ. Nhưng khi trở về nhà lại phát hiện ra một chuyện, thì ra cô ấy hiện đang nuôi một chú cún con. Tên là Miu Miu. Trước sự xuất hiện của thành viên mới, Miu Miu cảm thấy rất tò mò. Vì vậy cô gái đã mở cửa lồng ra, muốn cho mèo con làm quen với Miu Miu. Nhưng đứng trước Miu Miu, mèo con lại có vẻ rất hoảng sợ. Nó gần như sắp khóc vì tủi thân. Lúc này, mèo con rất nhớ mẹ của nó. Sự xuất hiện của vị khách không mời này cũng khiến Miu Miu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó sợ mèo con sẽ tranh giành tình cảm của chủ nhân dành cho nó. Nửa tiếng sau, Coco lúc này mặc dù rất muốn ra ngoài, nhưng lại có chút do dự. Dù sao trước mặt là con chó to gấp vài lần nó. Nhỡ đâu nó cắn cho một phát thì phải làm sao? Ở một môi trường mới, và mẹ không ở bên cạnh, thì xem ra nó vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Dáng vẻ tủi thân của mèo con mặc dù khiến lòng người xót xa nhưng cũng không khỏi thích thú. Vì nó giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Thế giới bên ngoài rốt cục là như thế nào nhỉ? Coco cúi đầu, chậm rãi bước ra, dè dặt bước ra khỏi cửa. Nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa con chó đã chạy tới. Mèo con sợ quá, không kìm được mà phát ra tiếng kêu. Sau đó nó lại là quay trở lại, chịu đựng cảm giác tủi thân. Mèo con, nhớ mẹ rồi phải không? Mèo con quay trở lại trong lồng. Rốt cuộc thì ở đây nó có cảm giác an toàn hơn. Nhưng Miu Miu không buông tha cho nó. Thỉnh thoảng nó lại chạy tới quấy rối mèo con. Một tiếng sau, Coco lợi dụng lúc Miu Miu không để ý, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Nó vô cùng muốn khám phá về thế giới xung quanh, nhưng Miu Miu không buông tha đã nhắm vào nó. Tuy nhiên, liệu một mèo và một chó có thể hòa thuận cùng nhau? Nhưng bất ngờ là, khi ở trước mặt chủ nhân, mèo con bắt đầu tỏ ra nũng nịu đáng yêu. Mới còn nhỏ mà đã biết cạnh tranh tình cảm rồi nhỉ? Lúc này, Coco bắt đầu khám phá ngôi nhà mới, còn Miu Miu thì theo sau đuôi. Thú vị hơn là, nó bắt đầu thách thức vị trí gia chủ của Miu Miu. Thấy vậy chủ nhân cũng cảm thấy bối rối. Thật ra, Miu Miu không hề muốn bắt nạt kẻ yếu. Nó làm vậy chỉ vì muốn kết bạn với Coco. Nó giống như bị ám hai con chó vậy. Miu Miu nhảy muốn nhiệt tình, khiến Coco hoảng sợ rúc vào góc tường. Nhưng dần dần, dường như nó cũng đã cảm thấy Miu Miu không phải kẻ xấu. Ngày hôm sau, mối quan hệ giữa mèo và chó đã tốt hơn. Miu Miu giống như một người mẹ ân cần chăm sóc Coco. Và cho đến ngày thứ ba, mèo con đã hoàn toàn thích nghi được với môi trường mới. Thậm chí chủ động tìm chủ để vui đùa. Nó thoải mái vận động và chơi đùa trong ngôi nhà. Chỉ cần có Miu Miu bên cạnh, Coco liền cảm thấy yên tâm và có thể ngủ ngon lành. Nhưng bởi vì mèo con quá đáng yêu, nó đã thu hút sự vây xem của các chú chó ngoài cửa.
Ngay cả chó cũng không thể kìm được trước sự đáng yêu của nó. Sau một tuần, Coco trở thành một chú mèo lười và rất dính người. Có những lúc nó thậm chí còn ngủ gục trước bàn làm việc của cô chủ, khiến cô ấy đứng trước sự đáng yêu của nó không còn tâm trạng làm việc nữa rồi.